nãy giờ mua canh bầu đi. Ừ, nấu canh bầu đi. Đúng rồi đó chị, chân chúng tôm khô vô ngon dữ lắm. Đúng cái đầu mày, cái điều lệ ta bắt mua gà làm gà kìa bà nội. Trời ơi, này biết rồi biết sao. Mấy bên này thôi trời vô người giống như có bầu hay sao chứ thèm canh bầu vậy đó trời. Trời đất ơi. Tào lao, là người ta bắt làm cái gỏi gà kìa mà mua con gà phải nhảy được nữa kìa, lo nhổ lông nữa kìa. Trời, vậy chị cắt cổ nghe. Ờ ai cắt cổ đi chứ tôi sợ mấy cái chuyện sát sanh lắm. Tôi ăn chay á. Mày sát sanh gì mày sợ sát sanh gì mày nhổ lông? Với lột da. Em nhổ lông được. Ờ còn da. tao nói chung là tháng này là tao làm thiện dữ lắm, thôi để tao cắt cổ cho. Trời ơi, có gì cắt cổ đi. Em nấu cháo. Rồi mày mua cái gì gia vị gì đó muối mè rồi người ta giờ cho bếp với là nồi. 150 ngàn mày mua con gà nè. Và trong cái gỏi gà thì mình có cái gì? Mình bắp cải nè. Hành tây nè. Đậu phộng. Không, bây giờ mày mua gà chừng 70-80 ngàn thôi thì mày mới còn tiền. Mày dư mấy cái món chị kia. Ơi, gà Trung Quốc hay gì mà 70 ngàn ở đâu ra. Mày bây giờ mày mua một con gà nào nó ốm ốm thôi, chừng 700-800 ngàn thôi mày bơm nước vô. Trời ơi, ăn cho lòi họng ung thư hết. Mẹ ơi, đứt rồi. Một ký rượu đó. Thì mày bơm sao mà bây giờ mua cho con gà chừng 500 ngàn thôi mày bơm 1 kg nước vô. Rồi là ký rượu. Vậy em hồi đó với em với ta bơm vô. Ta bơm củ sắn, củ này, củ nọ vô. Em nãy giờ mình bơm mua gà bơm silicon vô đi. Không có, mình bơm mỡ bò vô đi. Thấy bơm mỡ chị vô cũng được. Mày đi hả? Chị bọc công đâu việc hút mỡ chị bơm vô con gà. Yeah. Bơm mỡ bà ú vô con gà mà ăn là người ta ung thư mà hết. Mà thôi đi, em mua muối nha, chị mua đường. Ừ, chị mua đường bột ngọt. Nó nghe nè, hai chỗ đó là con chỗ đó mẹ. Ừ, con chỗ. Mấy con rảnh quá hả? Tự nhiên mày đâm vô tiệm lập quá mày mua được 3-4 món luôn, mắc gì chia ra hai con mua nữa. Chia ra rảnh quá mọi đứa làm chị. Thôi đi xuống chợ tôi chỉ cho, chỗ này bán gà rẻ mà ngon lắm. Rồi mấy đứa cứ đi mua đi, chị đi ăn chè. Nó coi bà rảnh người á. Bà đi chung đó. Xuống dưới giờ phải nghĩ kế làm sao mà để năn nỉ người ta đó mua gà. Đúng rồi. Chỉ như phải lại lột trà lết với. Đúng rồi đó. Trời ơi. Nói chung là chị không có quen làm mấy cái chuyện đó đâu. Chị cứ trả giá thẳng à, bán thôi. Với lại kiểu này nãy mình phải liếm lên. Chị, mặt chị đẹp mà chị không có tiền, chị phải năn nỉ người ta chứ. Đúng rồi. Chị cho chị tìm cầm đồ đi. Thôi bây giờ chị lấy nhan sắc chị bù đi chị. Không lẽ chị ngủ với ông bán gà? Đâu có chị lấy không được, được, được không được, không được, riêng hả? Chị bây giờ vậy nè, em hy sinh cho, em hy sinh cho. Chị gả em cho con bán gà đi, em mới thề quá, em định làm em ơi em. Gả em cho con bán gà rồi lỡ người ta nhìn vô chuồng gà, tao đâu biết con nào con dâu với đâu con nào con gà của ổng đâu trời. Trời ơi sao không biết trời, chị em sơn móng đỏ, em gà móng đỏ, em khác mấy con gà kia. Đó. Thôi được, tóm lại rồi. Đi chợ lẹ 2-3. Các bạn ơi, như vậy là các chế của chúng ta đã thống nhất xong cái phần đi chợ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chợ Thủ Dầu Một. Trước khi đến với ngôi chợ này thì Như sẽ giới thiệu sơ về lịch sử hình thành cũng như là đặc điểm của ngôi chợ. Các chế có muốn nghe em nói về ngôi chợ này không? Không nghe cũng đâu có được. Dạ thôi vậy em nói. Kính thưa quý vị khán giả, chợ Thủ Dầu Một được hình thành cách đây từ 2 thế kỷ và nằm sát sông Sài Gòn. Người dân ở đây thường gọi chợ là sông Bạch Đằng của chợ Thủ. Lý do là bởi vì lối kiến trúc của chợ Thủ Dầu Một giống như là hình cánh bợp, và khi nhìn từ xa thì nó giống như là một con thuyền đang lênh đênh trên dòng sông. Sau khi người Pháp chiếm Nam Kỳ lục tỉnh, thực dân Pháp đã tiến hành phục hồi và biến đổi hoàn toàn chợ Phú Cường với cổng lát đá và đắp đường cao bên trong. Và vào năm 1888, nhà cầm quyền Pháp cho lắp con rạch Phú Cường ăn thông với sông Sài Gòn và đã hoàn thành công việc này vào năm 1890. Đến năm 1935, thực dân Pháp nhận thấy việc đầu tư vào chợ có lợi lớn. Họ đã tiến hành phục hồi và biến đổi hoàn toàn chợ Phú Cường, mô phỏng theo kiểu các ngôi chợ xưa ở Pháp, có cấu trúc gần giống chợ Nam Giang của Campuchia và chợ Bến Thành, Sài Gòn. Điểm đặc biệt của mô hình trên là họ vẫn tôn trọng, giữ nguyên vị trí cũ. Năm 1938, chợ Thủ được khánh thành và cho tới ngày nay. Rồi xuống mấy đứa ơi, xuống mua đồ nè, nhớ. Tới chợ rồi, xuống lẹ. Xuống lẹ, xuống mua đồ. Hôm nay chợ Thủ vui quá. Trời ơi. Trời ơi, mẹ chị. Đẹp không? Tao không làm đây đó. Ôi, đẹp quá. Bây giờ mình kiếm chỗ mua gà nha. Ờ, kìa, em thấy kìa, em thấy chỗ mua gà kìa. Mua gà chứ. Tôi chờ nghe quá, đừng cẩn thận nha. Né ra, cho con mua. Rồi. Đó, gà đây. Ôi ơi, quá trời gà luôn nè. Ôi. Mua gà mấy má đừng có để ý hải sản. Con 150 à. Trời nhìn ngon quá ha. Con gà ngon quá. Nè mấy chế ơi, gà nè. Ghẹ đúng chị, luộc ghẹ ăn chị. Bán gà chị. Chị bán hả? Đó cho hải sản đi. Còn gà quá trời luôn.
Ủa này là chung một loại gà hết hay là kêu bằng gà gì chị? Cái đó gà tre cưng. Đây gà ta mình vừa. Gà ta còn này. Con nào đơn ký gửi chị? Còn gà bên kia. Cái là gà ác. Gà ác hả? Còn cái mặt em ác thôi. Gà ác nó nhỏ xíu à. Chị, cái này mình bán ký hay là mình tính con chị? Cái đó chị đã bán con này, bán ký vậy là chưa? À cái này con này, cái này nhiêu con? Cái đó hả? Cái đó con này nó hỏi cái câu chớ trêu. 300 ngàn con hả? Bán ký bán nửa con. Cái này 300 ngàn con. Con này bán ký à. Gà sống mày mua nửa con, mày mua đường nào cũng điên. Trời trời, có 150 mua con gà hết 300 rồi sao ta? Rồi sao? Còn con gà này mình tính ký như chị? Ký 120. Ký 120 chứ. Dạ. Chị có trả góp không? Không em. Không cho trả góp chị ơi. Tại bán đâu có cho trả góp. Hay giờ mua gà con đi. Gà con nó mới đủ tiền. Mua trái trứng. Mua trái trứng về ấp. Bây giờ cho em mày gà con. Về mày ấp ra hả? Em ấp. Mày ấp nở. Chị nuôi. Bây giờ nào có nồi cháo trời. 6 tháng sao? Mấy má ấp rồi nở rồi. Bây giờ mình chọn đúng cái con chị, để gửi đi. Tụi em làm bên chương trình thực tế. Bây giờ bên chương trình bên biên tập đưa cho em có 150 ngàn. Bắt mua một con gà sống. Phải tươi, phải ngon. Ký rưỡi. Ký rưỡi. Rồi em còn phải mua cháo nè, mua hành, mua ngò, mua tiêu, ớt, tiêu, đồ, ngọt ngọt. Mà nếu mà giờ con gà này là cỡ ký mấy chị? Ký rưỡi, ký bảy vậy. Ký rưỡi mà giờ hết tiền chị? Ký rưỡi nhiêu tiền? Ký rưỡi 180. 180 ngàn. Lỗ 30 rồi, tiền đâu bù. Mắm muối đâu mà chị biết sao, bù tiền là em bị phạt. Không được bù tiền luôn. Vậy em năn nỉ chị bán em con gà để rẻ được không chị? Chị lỗ mấy chị nào? Giúp cho tụi em đi chị. Giống như bạn này mà bán chè nè chị. Mốt chị qua nhà chị ăn chè bù. 622 xuất Quảng Đức. Đó dạ. Chè con uống bình thường đâu bớt được đâu bé ơi. Rồi làm cho bé cưng nữa mà sao bớt được. Để thôi. Rồi thôi không, chị không bớt rồi, giờ sao? Tao không bớt đi chỗ khác mua. Khác mua gì chỗ nào cũng vậy chị ơi. Con chỗ à chị hai. Chị bớt cho em đi chị. Không. Cũng như là làm phước cho chị. Làm phước để con trai. Thiệt á chị ấy đi rồi mốt cái gì đó làm con dâu cho chị miễn phí luôn. Nè trời ơi chị của em nè quá được xinh luôn. Quét nhà trà toilet em làm được hết trơn. Còn mần gà em làm được luôn nhưng mà em không cắt cổ, nhưng mà cắt cổ được. Em chỉ nhổ lông giùm chị thôi. Rồi á chị biết không, em làm hết 100 công ngàn việc. Chị biết không? Hồi nãy nè em mới kinh đá kinh sắt nè. Ừ bình thường chị thấy em vậy thôi chứ bình thường á. Buổi chiều á em đổi xà bầm với lại em hết tóc giáp này nọ. Nói làm liền chị, nói làm liền luôn bây giờ. Cần cái gì chị nhờ liền đi chị. Nhờ liền. Má nhậm giá đi chị, cho em giỏi. Chị bớt đi chị. Chị bớt giá không có được nhiêu. Không có gà nhiêu. Gà tắm vậy đó, giờ chị bán 1 ký 50 luôn chị. Trời ơi, khùng chắc. Để ra gà. Gà 50, ký gửi 50 luôn. Đỡ xin cho tới, mình còn mua tùm lum hết á. Bán đi chị. Bớt đi chị. Giờ chị bán con gà 1 ký rưỡi nhiêu tiền? Bán 1 ký rưỡi à, 180 chứ bao nhiêu bớt em ơi. Chị giảm 50% được không? Không. Em mới nghĩ giờ em mới làm quen bị lại chị luôn á. Có gan giúp tụi em. Bữa sau qua nó mang chị ăn chè miễn phí. Giờ chương trình chơi. Nói giá đâu em ơi. Đâu có gà đâu mà cho. Tại em lỡ ký hợp đồng rồi, bên chương trình giờ bắt buộc nếu tụi em không làm được đề hợp đồng 200 triệu thì. Thôi giờ em hát chị nghe được không? Chị em phát hiện con gà có giống rất là giống con nhỏ em, có cái mặt rất là giống nhỏ em của em, cái bán rẻ gì. Ai hát? Dạ ở đây chị thích ai đó hát. Em hát chị muốn nghe bài gì? Giờ chị chọn đi, ai hát cũng được. Dạ. Em hát tặng chị một bài thay vì em đi show em hát người ta gửi luôn em, nhưng bây giờ em hát em tặng chị luôn trực tiếp tại đây luôn. Sĩ Sài Gòn xuống nè. Lê Như đó, cô Như miền Tây đó. Là tặng là gì? Cảm ơn chị đã hỗ trợ cho tụi em để làm chương trình. Dạ. Hát bên tay em phải nhảy không? Hát rồi. Dạ, em nhảy luôn chị. Nhảy luôn. Tụi em nhảy luôn. Dạ, em nhảy luôn. Em bên ngoài nhập buồn, em khóc luôn. Thôi rồi, ra ngoài đây nhảy luôn, nghệ sĩ mà. Có gì? Cái đường nhảy luôn hả chị? Dạ. Chị kiểu như mình kêu khách vô vậy. Dạ chị. Cái đường nhảy. Ờ. Trời, nhưng mà em nói chị nghe nè, chị suy nghĩ kỹ trước khi chị ra cái điều này. Chị đang buôn bán nó nhảy lộ tụi em nhảy thì em không có sợ gì hết, mà nhảy sợ người ta không có vô á. Không sao hết, tụi em chị nhảy chị bán con gà cho em à. Rồi, nhảy nha, hát rồi phải nhảy đó nha. Mày nói chơi thôi chứ tụi em nhảy là chị đắt hàng chắc luôn. Tụi em là biết ông đứng trước nha. Mốt hay vô chị khỏi phải kêu múa lân kêu tụi em nhảy thôi là được. Đây, có hai người chị này đi làm liền làm liền. Hai người quay thích nhảy. Thôi ba hai bà với okay. Công nhân mã. Thế chị thấy là hình như là chị chịu đó, giờ chị với chị ra chơi nè. Mấy chị nhảy. Lại la. Mày kêu bây giờ mày gài tao độ nhảy mà mày hát ca cổ cái đi rồi mày chết với tao liền con kia. Ủa em hát hả? Ủa mấy chị không hát, em hát hả? Chị hát thì tụi em nhảy thôi. Tụi em là vũ đoàn ABC mà. Rồi em hát. Ok. Giờ xuống chị hát nè. Vũ đoàn ABC. Đi hình cho tốt nè. Rồi. Giờ hát sao nè. Rồi, thưa quý vị khán giả, kính thưa quý vị bà con ở chợ Thủ Dầu Một. Hôm nay đoàn chúng em xuống đây phục vụ quý vị bà con, cô bác một bài hát gồm một vũ đoàn, gồm có 4 người rất là xinh đẹp. Và em sẽ là ca sĩ chính ngày hôm nay, em sẽ hát bài Duyên Phận.
một chàng phát tay cho em được không ạ? À? Rồi. Ủa sao mà ta bị chồng hình quầy gì quá đây coi. Rồi chưa? 1, 2, 3 đến 1, 2, 3 em hát em tặng chị ơi. Nhảy đi cưng, nhảy đi, nhảy đi. Em hát em tặng chị nha chị. Sôi động vô cho mấy chị nhảy cưng. Dạ. 2, 3 Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông dòng đường dài. Cạnh nhà neo đơn bởi em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em như tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu bên chơi một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lũ luyến, sợ người ta đến em khóc ra bao lời khuyên. Rồi tính tiền cho lấy gà lên. Một bánh rong. Bình thường em hát cái đúng đông đó, mà tại vì hát nhạc giật em hát cao vậy đó. 80 quá chị. Rồi chị cho nó kìa. Rồi tặng luôn rồi. Cảm ơn chị. Em đợi hơn chị. Cảm ơn chị. Đi con gà xong bật cột chân nó lại rồi nó bay tùm lum tùm la. Nó bay đâu em? Chị ơi, bật cột chân nó lại nó bay tùm lum tùm la, nó bay vô đầu của tụi em. Tụi em là phận nữ nhi không đó. Ồ, sáng đi mấy má. Bán ghẻ rồi còn gì nữa. Nhiều nha. Cảm ơn chị. Bảo em sáng đi làm hết 700 ngàn đó chị. Em đang quay chương trình này mà giờ cho có 100 ngàn. Tóc giả ơi, nó nhiều quá đi. Sao tụi em ham hát quá mà chị cho hát ít quá, hát nữa không? Nữa em hát nữa nha. Em đứng đây em hát, nhảy đi, mấy chị đi mua đồ ăn. Đi mua đồ, đứng hát mày đi. Gà và con gái là con gà cha, chỉ là trong chân của con gà, của con gà chỉ là trong chân của con gà. Vô đời cháu nhẹp con ơi. Thôi giờ em đi nghe, tụi em chúc chị là mua may mắn đắt, được nhiều sức khỏe, mọi người sẽ ủng hộ mua gà nhiều hơn. Ô dê, ô dê. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đây lẹ con gà đá nhau. Có lẹ đi bà nội. Bà nội không có tiền mua đủ đồ nữa nè. Đây lẹ nè. Đi đi đi. Rồi đi. Rồi đi qua bên kia mua đường tiêu tỏi hành ớt kìa. Qua đây mua bắp cải nè. Chạy. Cảm ơn chị. Rồi đi chụp vô đây để em dắt mấy chị đi vô chợ Thủ Dầu Một nè. Vô đây, đó. Mua cho chị nghe, còn có 70 ngàn nghe mấy má. Bây giờ mình mua cái gì là chị, như bây giờ mình chuẩn bị đồ trồng cỏ đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình phải kiểm tra đầy đủ nha để mình không có thiếu nha cỏi. 70. 70. Nãy mua gà là chị đó bớt còn có 80 ngàn con gà thôi, là còn lại 70. Tám mà ba bước còn 80. Đúng rồi. Bây giờ mình mua. Ê trời ơi, trời. Bắp cải nè. Bắp cải. Đậu răm nè. Hành tây nè. Hành tím không? Có hành tím không? Hành tím luôn, hành tím trộn gỏi nè. Gia vị, bây giờ mình ghé đây mình mua gia vị trước đi ha. Muối, đường, bột ngọt. Muối, đường, bột ngọt nữa, đúng rồi. Đó nha. Bắp cải nữa chị. Ê trời ơi, nó xúc ra ghê quá hả? Ôi coi chừng nó nhạt. Để em ơi, coi chừng nó xúc ra nha. Để ơi xúc ra. Dí bắt cái bà. Ê ê, chị xin cái bịch khác được không? Cô có cái bạch cho con xin cái bạch luôn cô. Nó xúc ra rồi mất mua lại đó. Ê, chứ nó thở không nổi là ghê. Ê mấy chị chào em. Không cải không chị. Không cải hà rồi kìa. Qua bên đây mua cải. Em mua cải đây. Đó. Em chào chị. Giờ chị bán em một cái combo mà để về em làm gỏi gà chị. Mà giá rẻ nha. Giá rẻ bất ngờ. Con gà nó sắp bung. Nay tụi em đi chợ nhưng mà vậy sao nó thở chị? Ít quá cho nên là chị xách giùm em coi, bây giờ tụi em mua gà được rồi, tụi em làm gỏi gà thì giờ gỏi gà thì nó gồm những cái gì. Chị soạn giùm em luôn. Báo giá giùm em luôn. Bây giờ chị lấy cho em nửa cái bắp cải nè. Đó, nửa bắp cải nè. Rồi tí xíu bắp chuối luôn. Bắp cải tươi ngon quá ha. Đúng rồi, bắp chuối miếng nữa. Đây chị soạn cho em chanh nè. Không hỏi giá trước đi, chị kêu chị lấy hơi gần hơi rồi 3-4 triệu rồi sao tiền đâu trả. Lấy cái ghẻ cho em đi. Con gà nè, em mua em trả giá còn 80 ngàn anh ký 7. Bắp cải bán sao chị? Bắp cải hả? Bắp cải 15 ngàn ký. 15 ngàn. Ký này là nhiêu chị? Cái này 7 lạng, 10 ngàn. Cái này 10 ngàn. Còn 8 ngàn đi chị. Thôi giờ mình tính chung hết đi. Không, tính chung hết đi chị. Ê nhưng mà biết sao, còn chút mắm muối tiêu đồ bột ngọt nha. Bây giờ em còn có 70 ngàn rồi chị, mà chương trình bắt em phải mua về đồ làm gỏi gà nè, gia vị đầy đủ hết trơn nha, em không có đủ tiền. Giao gà. Cái này nhiêu chị? Cái này 10 ngàn bắp chuối nữa được không? 10 ngàn bắp chuối nữa là 20. Lấy ít lại đi, ít lại. 5 ngàn. 7 người ăn á, 7 người ăn á. Thôi được rồi, có mấy cọng. Rồi. Hỏi tính tiền. Hỏi gì nữa ta, rau răm. Chanh, rau răm với lại hành tây. Hành tây. Trong gỏi gà mấy chị biết phải có hành tây nữa nó mới ngon nè. Đúng rồi, mấy chút để đó. Đậu phộng dễ chứ. Rồi hành tây ngon. Cái này bao nhiêu chị? Rồi cái này 6 ngàn. 26. Hành tây này trên Đà Lạt đó. Rau răm chị. Rồi, rồi vậy chị, là rau răm 2 ngàn. 2 trái chanh đi chị. 2 trái chanh nữa. Em bảy chị là bán em chanh nữa. Dạ đúng rồi. 2 trái chanh đi. 30 ngàn. 30 ngàn. 30 ngàn là mình còn nhiêu, có 70 ngàn thôi.
30.000 là còn có 40. Còn 50. 40 là mua gạo với lại mắm muối tiêu đường. Gạo với lại nước mắm. Với lại bây giờ mình mua thêm hành tím nè. Hay mua đường là nó bắt là phải có đường. Đúng rồi, muối bột ngọt. Muối bột ngọt. Là không đủ đó chị. Tiêu nữa nha, tiêu với hành nữa, phải nêm vô cháo nữa. Có đậu phộng không? Gạo, xin chị. Thôi thôi khỏi đậu phộng đi, đậu phộng. Gạo chứ không nhiêu tiền đâu. Chị xin cái hành đi chị. Rồi, chị cho em xin cái hành luôn đi chị, về em làm cháo gà chị. Thôi chị. Mấy cái ướp nữa nha chị. Chị biết gì nữa không? Tỏi. Phải có tỏi nữa là nước mắm mới ngon. Tỏi mà chút qua bên em mua tỏi nè. Tỏi tiêu qua bà Sáu mua. Nó chút tỏi tiêu qua. Tiêu qua chị Sáu, chị Sáu bánh tre. Chị Sáu bánh tre. Rồi chị. Hết nhiêu tiền hả chị? Cái này lấy 30.000 thôi. 30.000 chị cho em ớt chưa hả? Chưa. Ớt em. Cho em xin mấy chiếc ớt luôn đi chị. Ớt nè. Em thích ăn cay lắm. Cái này ớt chuối chị ơi. Cảm ơn chị. Trời ớt chuối mà ngon quá ha. Nè thôi không. Tôi giỏi luôn á. Vừa tay ghê vậy đó. Rồi. Trời ơi, cái khớp này vừa sai chị nè. Chị thích vậy hả? Chứ có gai hả? Gần có gai. Em không thích. Trời ơi, đau lắm. Tiền lẻ không chị thấy không? Chương trình là cho tiền lẻ. Đụng vô đau á. Đau. Đếm nè. Đây, bé Út cầm đi cơ. Vậy cái nét dạ, dạ. Dạ. Đây, cầm đó. Giờ mình qua cầm mình. Cầm xúc sổ rồi. Sao đủ? Đủ chưa? Đủ. Chưa đủ phiếu. Đếm lại coi. Bao nhiêu vậy chị? 30. 30.000 vậy là chương trình đưa tiền thiếu coi. Đủ rồi, trời ơi, hết hồn. Chị nói chút xíu nè em. Ơi, cô Sáu ơi. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha, cảm ơn chị nha. Qua đây qua cô Sáu bên tre nè. Đi qua đây, qua đây, qua đây. Cô Sáu ơi, cô Sáu. Cô Sáu ơi. Bán con mấy củ tỏi đi cô Sáu ơi. Bán ghẻ ghẻ cho tôi làm chương trình không có tiền nhiều cô Sáu ơi. Để máy vô. Rồi. Để vô đây. Rồi. Cô là cô Sáu hả? Dạ, trời ơi, lâu quá không gặp cô Sáu, nhớ cô Sáu ghê luôn. Hôm nay coi trên mạng thấy đây là hình như là ai năm gì của anh đời nè năm gì năm trà đúng rồi tại con nói con quay cô Sáu hôm nay là như là lộ lộ á đúng rồi con này cô Ú ở đây em này em gái cô Ú à, vậy mà. Dạ cô Ú cô Sáu bây giờ bán cho con mấy cái một cái củ tỏi với lại bịch tiêu đi với lại một bịch đậu phộng nè nãy giờ mình rang cho thơm nè đó xong rồi đó với lại em thấy cũng thơm rồi đó chị. Mình đường chứ, bán cho con 2.000 đường. Rồi, có này không chị? 2.000 đường. Thôi chị chỉ có ăn này không? 1.000 muối. Đó, chứ lại hành phi nè đó. Hành phi thấy tự phi ngon rồi nha, ngon nha. Ừ. Không có bị mình làm bỏ mấy cái này nọ rồi vô. Bỏ thường chị, cô Sáu uy tín mà chị. Chị hai mình nấu cháo đậu xanh đi, thấy cháo đậu xanh cũng ngon. Ừ. Ăn mát. Mùa này mùa nóng ăn mát. Em còn có 40.000 hả em? Ủa gì hả? Cháu không gà. Không, cô Sáu bán thì chỉ có 10.000 thôi đúng không cô Sáu? Không tới. Bán hơn rồi đó. Không, bán ghẻ cho tụi con đi biết làm sao không? Tụi con đó là sinh viên nghèo hiếu học á, rồi đi làm chương trình nè. Khổ lắm mà đâu có tiền nhiều. Cái mặt em còn cũ hơn cái trường nữa mà em rồi làm sinh viên hả cơ? Đường nào chứ em. Ủa, mà em cũ lắm hả chị? Ừ. Thôi để em về em đi làm bonus lại, em tân trang lại cho nó mới mẻ lại. Ở có gạo. Ở mấy chị nó nghe nè, mình ăn tráng miệng con dừa đi cho nó mát. Từ từ. Người ta kêu cháu gà thôi. Coi sao đâu có nhiêu tiền hết được. Gì nữa? Rồi, cô Sáu bán giảm giá cho con nghe. Muối. Muối, bịch muối nữa, bịch muối iốt nha. Ăn cho đầu óc nó thông minh chút, thẩm mỹ nhiều quá. Có lấy bột ngọt không chị? Có, dạ, ừ, bán cho con 2.000 bột ngọt. Bao nhiêu cơ? Giờ cô tính đi, cô tính đi rồi cô giảm giá sao cũng được. Tính giảm giá chứ. Mình quen không mà, đúng lấy không? Lấy sát giá luôn nha. Lấy sát giá luôn. Lấy giá đại lý nha, đại lý cấp 1 nha. Ồ, chứ đừng lấy lá bán lẻ không có được, bán sỉ á. Rồi, 15.000 thôi. Rồi, bột ngọt nữa, bột ngọt nữa. Chị quá rẻ luôn. Chị mua ít ra nấm tôm khô về nè, chị bỏ vô cho nó ngọt nước. Bà nội ơi, nấu cháo gà không có đồ chay, nấm tôm khô là sao? Nấm tôm khô. Đông khô. Đông có 15.000 à, chị lấy thêm đậu đi. À đông khô. Còn gọi là nấm hương. Rồi, đưa 20 thôi. Cho chị em tình cảm nha. Rồi, cầm. Rồi, cảm ơn cô Sao. Rồi, giờ còn có 20.000, 20.000 còn mua gạo nữa. Mua gạo, mua gạo. Mua gạo thì em con mình còn nhiêu tiền á. Rồi, thôi đi nữa. Gạo với lại giờ mình mua gạo xong hết rồi. Ê, còn ngò nữa chị. Còn không? Ngò, hành có rồi em. Bây giờ nhớ kỹ lại nè, cháo gà là phải có gà đúng không? Bây giờ mình thiếu nước mắm nè. Nước mắm để mình nè, một cây nước mắm Nam Ngư 20.000 nè. Lỗ vô. Bây giờ cô Sáu có chai nào rẻ nhất bán cho con 10.000 cô Sáu. Không có rẻ nhỏ luôn. Thôi bây giờ con chai nào 10.000 đi. Bây giờ cô Sáu mua gạo. Bây giờ cô Sáu là chia ra đi. Gạo chị. Thôi bây giờ cô Sáu chạy về nhà cô Sáu á, lấy chai nước mắm nhà cô Sáu ra cho con miếng đi. Thiệt á, con nói thiệt. Mấy rẻ cho con 10.000 thôi. Thiệt á, bây giờ con nói từ nãy giờ con muốn khóc luôn rồi đó, con nói thiệt con muốn khóc chương luôn. Chương trình đó. Cho 150.000 mà bắt mua một con gà sống, biết nhảy, nấu một nồi cháo gà thì tiền ở đâu mà không đủ. Nói quá mà bà bán gà bà cho luôn nguyên con gà. Đây ủng hộ nè. Ủng hộ nè. Được rồi, cảm ơn cô Sáu. Trời ơi, nước mắm đúng cô Sáu, đẹp gái, hết sức gì đó. Nó nghe nè, nó có
chị mới chưa? Nè, dạ chuẩn bị có. Nè nè, cảm ơn. Cảm ơn. Là có nè. Nè nè mọi người nghe con gà, cảm ơn cô Sáu nè. Cảm ơn cô Sáu, cảm ơn cô Sáu, cảm ơn cô Sáu. Thiên ơi là trời. Cảm ơn cô Sáu nhiều. Rồi đi. Cảm ơn cô Sáu nha, cảm ơn mấy cô chú. Dạ xin chào, cảm ơn nhà, cảm ơn. Xin chào, kính mời và kính mời. Dạ. Thôi đủ tiền thôi chị bớt em. Dạ. Trời ơi. Thu hết số gì đó. Dạ. Trời ơi, cuối cùng mà cảm đắc thì cô tin chị. Còn 30. Trời ơi, còn được 30 dư rồi. Cô lùng, cô lùng nè mọi người ơi, cô lùng nha mọi người. Thêm gạo nè. Thấy sinh viên nghèo hiếu học đó mọi người. Mua gạo là hết rồi. Là cho luôn. Thấy chưa mọi người. Mình muốn thêm bàn nữa cũng được nữa. Mua cho nước mịt chè. Cảm ơn cô. Mua cho nước mịt chè. Cảm ơn cô. Con đẹp rồi. Ở mua gạo. Bây giờ mình đến nhà hàng mua gạo ngay cả nhà. Rồi mua gạo. Hồi nãy mình lấy tỏi chưa? Cái gì? Mua gì nữa? Không, không. Rồi, bây giờ mua có gạo không? Về nhà lưng. Thôi về nhà lấy cho em lon gạo đi cho sinh viên nghèo hiếu học đi chị. Bây giờ mình mua đi một ít chị. Nãy tỏi mình lấy chưa? Hả? Cô Út nãy mình lấy tỏi chưa? Tỏi mình mua rồi chị. Chị mình mua đúng rồi, bỏ vô cho nó gọt nước đó chị. Biết sao không? Được tình thương của các cô. Phải làm chờ. Có nấm rơm kìa. Nấm rơm nhiêu ký chị? 80. Thấy chưa? 80 lận. Bán mắc gì chị? 80.000 đúng giá đại lý rồi đó bà. Bỏ lộn với nó chị. Đại lý có 40.000 ký hả? Thì mua mà chị ép giá quá. Mua nấm hơi nổi chút thôi không? Chị không ấy mình không bỏ nấm rơm, bỏ ớt Đà Lạt đi được không? Ừ. Bán kiểu miên hay kiểu gì ngộ vậy? Thôi chị, bây giờ mình mua gì biết không? Chị mua bắp non này nọ rồi nó cũng ngọt nước nữa. Ủa mày làm mày nấu ra ghim hả? Không có đâu, mình giống như mình hầm kiểu như hầm thuốc bắc vậy đó. Chị, rổ này nhiêu ký mà rẻ vậy? Trời ơi. Giờ chị bán cho em 10 ngàn nấm rơm thôi. Trời chị ơi. Được nguyên bộ lấy 10 ngàn. Vậy nè chị bán 10 ngàn. Nhưng mà thật sự là chị bán 20, hiểu không? Giống như là chị cho tụi em chị bán. Chị bán gì cho đó chị? Mình đi chùa đi chị làm phước chị, không sao đâu. Biết sao chị, tụi em á là biết gì không? Sinh viên nghèo hiếu học đó chị, giờ làm chương trình này nè. Chương trình cắt cớ lắm, cho con 150 mà bắt à, mua nguyên con tóc là... nè, còn mua tiêu, đường, bột ngọt, mắm muối này. Ủa được rồi kia. Má ơi, khỏi giải thích nữa. Chị bớt về trường chị. Chị bớt còn cái 10.000 luôn chị. Hàng tiếng luôn á trời. Dạ. Cảm ơn chị nha, chị phước rất trong đông này. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Rồi đi, nè cầm đi bé. Nhiều quá hả, chị cầm đi. Còn dư tiền nấu được nồi chè luôn nè mấy má. Thôi chè về tôi đãi. Chưa, mua gạo nữa kìa, mua gạo nữa kìa. Ê, mấy bạn biết mua gì nữa không? Mua một bình nước 20 lít để nấu, chứ giờ nước đâu nấu. Đúng không? Nước phun tên. Cho mua một thùng nước La Vi đi mấy má ơi, 45.000. Thiệt, uống cho an toàn, ăn cho an toàn. Chị, ủa đây ba, chỗ nào bán gạo chị? Trong nhà lòng kìa. Trong đông chảo, bắp chảo đi không? Đông chảo hả rồi? Mình đi vô này mua gạo, mua gạo. Đi vô trong đây mua gạo. Bây giờ mình còn thiếu gạo đúng không? Cho nên mua gạo. Các bạn ơi, các bạn, mình biết chỗ bán gạo nè, đi theo mình. Ở đâu? Đây nè, để mình kiếm coi. Đâu nè bạn? Kìa. Cô bà. Đây là chỗ bán gạo nè mọi người. Dạ, con chào cô. Ủa cô? Nếp nhiêu ký vậy cô? Chị vậy bà? Nếp nhiêu ký? Ủa mình ăn mua gạo mà chứ không biết. Bây giờ cái chị muốn mua gạo nào nè? Gạo lai xịn nè, lai dạ mẹ còn 20.000 khỏi. Biết sao bà tính ăn quýt nếp thì chị không mua nếp. Cô nói nghe nè cô. Lai miên nè, lai miên chắc thơm á. Cái này móng chim thơm nè, móng chim thôi, nè. Thôi móng chim gì? Giờ nè nồi cháo làm bao nhiêu ký gạo? Mình không có lựa chọn thương hiệu được đâu, mình phải chọn. Bây giờ mình hỏi cô đi là gạo nào nấu cháo ngon? Nở mà kiểu như nở chứ không cần phải xốp hay là dẻo này nọ, tại nấu cháo đó cô đâu cần ấy, mà thơm là được. Nở càng nhiều càng tốt. Với lại cô biết sao mà. Bây giờ gạo lại miên cô bán 21.000 ký, cô bán con hột đi. Hột nhiêu hả? 7 người ăn có con hột hả? Tại vì gạo giống như gạo thạch xanh vậy đó chị. Thấy không? Ủa vô lãnh nở này sáng sớm là không bao giờ dám ngủ con này đi chợ. Người ta quýnh không có đường về. Cái môi đó kìa. Chè xuống. Vô, cô ơi, bây giờ tụi con cần mua nấu một nồi cháo cô thì dạ, 1 ký mình nấu được mấy nồi? 1 ký là được rồi. Nhiều không? Nhiều lắm chị ơi. Chị nấu chừng 2 lon thôi. Cái này nó như tấm vậy nè, không ấy mình mua được không? Được. Cháo gà lỏng lỏng húp nó mới ngon, nó mới kiểu như cháo hành của Thị Nở Chí Phèo đó, nó húp vô người kiểu bị cảm. Thôi giờ quyết định đi. Miếng đường đâu? Sướng trời ơi. Rồi mua đi mấy má. Quyết định đi. Bây giờ bán cho con nửa ký đi cô, nửa ký gạo đi. Trời ơi, coi đã mua nửa còn, ký. Còn giờ còn gì nữa kìa? 60 ký luôn đi. Bây giờ còn nhiêu tiền? Còn có 20.000. Còn 20.000 nè. Bây giờ con bên chương trình cô. Khỏi xin còn đủ. Này lại gì ngon quá vậy? Xin có cái cô bán gạo thật sự vậy. À vậy hả? Ủa đây mới là chủ muối tiêu nè mấy bà ngon. Đây mới là cô chủ nè.
Tao nó có ủa gì tao nãy thôi. Trời ơi. À nãy giờ cô coi giùm thôi. Mua gạo cho con, mua gạo đó cô, tụi con nấu cháo thì gạo nào sẽ nấu cháo ngon hả cô? Cô chủ đến rồi. Đó, ơn rồi cô chủ đây. Giờ ăn đến rồi cô chú dạ, tới mua nửa rồi. Ký gạo. Cô ơi, mua nửa ký gạo mà kéo một lũ vậy đó cô. Ký gạo mua cha em nấu cháo cô. Cô ơi, dạ. Gạo này thơm. Cháo bún dẻo hay nấu xốp? Không thì tôi không cháo nấu cái nó nở được rồi cô. Nở nở bún nồi luôn. Nở bánh chành đúng không? Đúng rồi. Nó tè le tắc lét vậy đó cô. Nổ mà tôi nói hả nó cái này hả cô? Tùm lum tùm lum luôn. Bánh cái nhà lồng luôn. Cái này nhà lồng luôn. Cái này kia bằng gạo gì cô? Bánh nhà lồng chợ luôn. Dạ. Cô này kia bằng gạo gì? Gạo tài nguyên. Tài nguyên à. Nhiêu ký cô? Nhiêu ký rẻ hả? 16 ngàn. 16 ngàn bây giờ 16 ngàn ký cô bán con 2 hộp đi. Bà nấu cha mày thiệt chứ. Ủa được không? Con nghiệt ngã. Không được hả? Thôi vậy bán mình được. Cô bán rẻ rẻ không luôn cô? 7 người mua 7 hộp chứ chị. 7 người 7 hộp hả? 7 hộp thì cũng thôi. Thôi thôi khùng quá chị nghĩ mua 1 hộp. Cũng phải uống 9 ngày. Không có hộp phải mua hộp phải không? Bây giờ con sẽ mua một hộp gạo, một hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy đó cô. Có hương sen thơm trong hộp. Con này chắc nó muốn làm tấm nó lựa gạo với lại có lời nó hát. Cô ơi, cô cần giùm con nửa ký đi. À, tóm lại là nửa ký đó cô, đừng quan tâm gì cái lời của người này hết. Rồi nửa ký 5 ngàn phải không? Thôi từ nãy chị nói vậy là chị biết sao? Mình giống như dòng gì đó, nói đâu ai nghe đâu, nói là không quan tâm mà. Bởi vậy không phải tại vì từ cái lúc mà em nói mua hộp đó là cái khuôn mặt cô. Thôi chị ơi, chị ơi, tập trước chị mới đi chùa đó chị. Nói tại thiếu hộp, cái mua hộp con nói vô. Con nói giỡn á chứ đâu có đâu, tụi con hộp đầy đủ hết trơn á. Được cái nhiêu tiền cô? Hộp, hộp nào quá trời. 8 ngàn. À rồi. 8 ngàn đồng. Cô hãy bớt còn 5 ngàn được không cô? Tại con còn mua nhiều rồi, thiếu tiền lắm. Tại cô bớt cho con đi nè. Có 20 ngàn. Cô biết làm sao không? Tụi con á là chiều con vô đây là giác gạo cho cô phụ một ngàn hàng luôn. Không, tụi con là những sinh viên nghèo hiếu học đó cô. Trời ơi, đâu khó khăn lắm. Phải đi hết quay chương trình nè để có tiền để đóng tiền học phí này nọ, giờ học phí tăng lên nữa cô biết không? Học cái gì mà tròn vuông vuông tròn vuông tròn vuông đó cô. Học mấy 3 ngày cô giáo chết rồi. Thiệt. Bây giờ cô giáo tạo quả nhập ma luôn rồi cô ơi, thiệt á. Bây giờ con nghĩ là cô giáo đang ở Hồng Kông á, kiểu mà bên Mai Sư Phong này nọ rồi đó. Cô biết không? Dạ. Dạ không, tại con không tiếng của cô á, con phải đi theo cô. Dạ. Cái con gửi tiền cho con. Dạ. Thôi cô đừng ấy bà đó, bà đấy đó. Bà làm ở ngoài kiểu mà chợ. 16 ngàn ký nữa cái 5 ngàn. Ở đây ai cũng làm hero hết, cho nên là phải lấy tiếng cô rồi con để vậy. Cái gì ạ? Ủa, bán gạo mà lấy tiếng cô nó lên hình nó mới nghe được tiếng cô. Bán gạo mà nhiều quá à. Đâu có nhiều đâu, có chịu mấy ngàn. Mấy bạc nhiều đâu, không mấy tờ giấy số mới nhiều của chị. Trả lời chiều nay mới trúng tỷ mấy rồi đi thành công Thái Lan rồi mới chơi nè. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ cô bớt cho con nhiêu, bớt nhiêu vậy? Đâu bớt đâu. Trời ơi, 5 ngàn đâu được rồi cô ơi, sinh viên nghèo hiếu học nè. Đi qua mua gà đó là chị đó là thay vì con gà 180 chị lấy 80 mà ngày nữa cô tặng. Con gà nè. Tại chương trình cho con ít tiền quá, có tiền cưỡng à. Nè con. Gà mua cháo mua đồ. Cảm ơn cô. Cho con đưa đây. Nè cảm ơn cô đi nè. Cảm ơn. Cô dạ. Dạ, cảm ơn. Cô tên gì cô? Cô tên gì cô? Để con cảm ơn. Cô tên gì? Quay cô lại, tao quay cô gì? Quay cô tên gì ạ? Cô tên gì? Cô đại quay. Dạ, quay gạo cô Hiếu. Dạ, quay gạo cô Hiếu nha mọi người ơi. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Ai đó là bạn của Hiếu là cô Hiếu tặng hết. Chợ thủ dầu một nha mọi người. Nè bạn nè, bạn nè. Dạ, bạn đó. Hai con cháu giống nhau. Cảm ơn cô. Rồi xong. Nè mấy uống cầm. Cái này này con gái con dâu cô đó. Con dâu cô bánh đó. Vô dụng. Đó. Vừa nói con dâu bể bịch chạo bây giờ. Bể bịch chạo hết trời ơi. Các bạn cái mình thấy mình cũng bé nhờ. Dạ. Hạt gạo làng ta đó mọi người. Có vị phù sa của sông Kinh Thầy đó chị. Nói nhiều quá năm cha ơi. Cô chủ quán đã bớt rồi mà. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, vậy là bây giờ chị em chúng tôi đã đi chợ xong rồi. Và hiện tại thì mình dư được bao nhiêu chị Lộ? Còn dư được tới 20 ngàn mà 20 ngàn. Vậy là đã đạt yêu cầu của ban tổ chức mà thậm chí còn dư. Tại vì chị em chúng tôi quá dễ thương cho nên bà con cô bác ở đây bán rất là rẻ. Thậm chí là cho luôn. Cho nên là còn dư được 20 ngàn chút chị em đi ăn chè. Dạ. Dạ, quý vị khán giả ơi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ theo dõi coi là chị em tôi nấu ăn sao nha. Nhưng mà để xem lại chương trình thì chúng ta hãy bấm vào kênh YouTube Cô Ú Official để đón xem chương trình B3B vào lúc 19 giờ và thứ bảy hàng tuần trên kênh Cô Ú với cả nhà. Và đặc biệt là cả nhà nhớ là ủng hộ chè của em nhiều nhiều nha, để em có tiền em quay những cái clip này nhiều nè. Địa chỉ của em là chè mâm Cô Ú Bình Dương, địa chỉ 122 Thích Quảng Đức, Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Và cũng đừng quên đón xem những chương trình Loto Show của đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời sẽ được biểu diễn tại sân khấu Rubik Zoo số 1 Bích Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất, luân phiên vào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nha quý vị. Đoàn của tụi em nữa, đoàn của tụi em nữa, đoàn cái thánh Loto Hương Nam nha mọi người, số 1 Akasa phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Đi thôi chị em ơi, về nấu cháo ăn. Đi đi. Mà chị nói em nghe nè, mấy cái việc nhẹ nhàng vậy đó chị không có làm, chị hy sinh chị làm chuyện nặng. Dạ. Chị giao là chị em. Không, chị biết sao không, mấy cái này nè, cái này á là coi như là nó phù hợp với chị. Không, hùng quá, cái nét chị đầm thắm, em thấy chị mặc bộ đồ là biết chị hiền dịu cỡ nào rồi đó, chị nói thiệt với em á. Cũng đầm thắm lắm mà. Không em ơi, không, trời ơi, em mặc bộ hồng này em tím chặt chị chứ gì. Cái tính của em, cái tâm tính của em chị biết. Không. Hiểu không, em hợp với công việc này. Không có, trời ơi, chị nói sao vui quá trời ơi. Cái này em đâu có biết đâu. Em cầm cái tay mà em. Nhận tiền của chương trình rồi, chị nói em á. Thì đó, em cũng có trách nhiệm, tại vì em không có làm được, cho nên em nhờ chị thôi là giống như chủ nhà người ta